Sāvagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Brahma jaloka tipati sahambati katanjali an tiwarang ayajata santi tasantam parajak kajatika Đề sê tu thầm măng, anu cầm bí măng bá chăng. Sanh thầm ma phê rinh, quỷ nhà dân cha ca dân. Sùa tăng cha bánh thăng, a phi thầm ma chăm măng. A cô ta dân tu cha tu san cha đan đăng ba bồ tha nay ye pa ri sa ya man che e vang sa ham ba ti brahma pha ga văn tăng a ya cha tha Tuân hi phà quê nà tăng vô thô, Cá ruốn nhê na thi hoa xa gia, Tân hà vô tha gia ba đê na, Mì gà đá giăng tà tô gà tô, Bành cha quăng gia đà vô nay dê, A măng ba dê si thăm ma tô, Ta to ba phu ti sam bu tho anu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si sat ta nang an tha sin tha kang te na sa tu a yo phan te de se tu tham ma de sa nang Sambhajitha parisaya anukambam bikatawe. Nắc mô Bức Thà Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Sang Khà Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng, xin kính thỉnh Sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học hôm nay. Và trước khi Nguyên Trang đọc bài, con xin kính thỉnh Sư có thể cầm mic để thử âm thanh trước ạ. Con xin dâng mic lại cho Sư Pháp Thanh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì tiếp tục chúng ta học cái bài ngạ quỷ thứ 46. Bây giờ thì xin mời cô Thiên Trang Quan Hỷ đọc dùm phần chánh kinh, sau đó thì sư sẽ giải thích về ý nghĩa của cái bài này. Và mời các cô. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con đọc phần chánh kinh Ngạ Quỷ Sự, bài 46, chuyện Ngạ Quỷ Thành. Thành ba tá lý bút tá. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại
Chetavana. Tương truyền, một số đông thương nhân từ Sawatthi và Pataliputta đi thuyền đến xứ vàng. Ở đó có một người trong bọn họ, đệ tử tại gia, luyến ái một nữ nhân, mắc bệnh và từ trần. Mặc dù vị ấy đã làm nhiều thiện sự, vị ấy vẫn không được sanh lên thiên giới. Nhưng vì luyến ái người yêu, vị ấy tái sanh làm một quỷ thần trong lâu đài giữa đại dương. Ở đấy, quỷ thần vẫn chịu tình yêu đối với nữ nhân kia. Riêng phần nàng đã lên thuyền du hành đến xứ vàng ấy. Bấy giờ, vị quỷ thần muốn chiếm nàng, liền chặn đường đi của chuyến thuyền. Lúc ấy, các thương nhân suy nghĩ trong trí, này, thế nào đây? Thuyền không đi được nữa. Vì thế, họ rút thăm để quyết định số phận mỗi người. Do thần lực, chiếc thăm rớt xuống 3 lần, trên không ai khác hơn nữa. Nữ nhân mà quỷ thần đang mong ước. Chẳng bao lâu sau, khi nàng bị thả xuống biển, thì chiếc thuyền nhanh chóng tiến lên về hướng xứ vàng kia. Thế rồi, vị phi nhân đem nàng vào lâu đài của mình và hưởng hạnh phúc bên nàng. Một năm sau, nàng sinh ra bất mãn và cầu xin vị quỷ thần. Bao lâu em sống ở đây, em sẽ không thể tìm được các cảnh giới khác. Xin tung ông đưa em về thành Pataliputta. Đáp lời khẩn cầu nàng, quỷ thần bảo, nàng đã thấy bao địa ngục rồi, các miền súc vật, quỷ và người, Atula với thiên thần nữa. Nàng đã nhận ra nghiệp chín muồi, ta sẽ đưa nàng về phố cũ, bình an, hành thiện sự trên đời. Nàng hoan hỷ đáp, chàng muốn em an lạc dạ xoa, chàng mong em lợi ích sâu xa. Em xin thực hiện lời chàng dạy, chàng đối với em chính đạo sư. Em đã thấy bao niềm địa ngục, các miền súc vật quỷ người ta, Atula với thiên thần nữa. Em đã nhìn xem nghiệp báo mà, em nguyện thi hành nhiều thiện sự, ngay khi vừa đến chốn quê nhà. Sau đó, vị quỷ thần đem nàng ấy cùng du hành qua không gian, rồi đặt nàng xuống ngay giữa thành Pataliputta và đi về đường cũ. Lập tức, thân bằng quyến thuộc của nàng cùng nhiều người khác trông thấy nàng, họ vô cùng hân hoan và nhận xét. Chúng ta nghe trước kia nàng đã bị thả xuống biển và chết rồi. Thật phước đức quá, không ngờ nàng được trở về bình an. Vì thế, họ hỏi nàng về mọi chuyện phiêu lưu, mạo hiểm kia. Nàng liền kể cho họ nghe tất cả. Khi trở về, các thương nhân ấy đến Sa Quá Thí trình sự việc lên bậc đạo sư. Dạ kính sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ sau đây con kính cung thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh từ bi giảng dạy và học cho chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Nguyên Trang rất nhiều đã hoan hỷ đọc dùm cái phần chánh kinh. Thì như quý vị thấy đó, trong cái câu chuyện này đó, thì có một cái anh thanh niên, anh này cũng biết làm phước, tạo những cái thiện nghiệp, nhưng mà do cái tâm mà dục ái nó quá mạnh, cho nên là thay vì mà nếu mà những cái phước báo này đó, người ta có thể tái sanh về cõi chư thiên, nhưng do cái phiền não, do cái dục ái nó quá mạnh, nó sanh ra một cái sự cản trở, cản trở là người ta sanh làm một cái loại là nửa nửa ngạ quỷ và nửa chư thiên,
cái chữ quý ma nó bề tá đó, là nó nửa nửa ngạ quỷ mà nửa chư thiên. À, cho nên là cái vị này cũng có một cái thần lực có thể đem cái cô nàng này trở về với ở gần chùa Kỳ Viên ở Sao Quách Thí. Thành ra đó, trong đời sống chúng ta mới thấy rằng, qua những cái câu chuyện chúng ta thấy rằng cái phiền não, những cái tai hại của dục ái, của hữu ái, của tà kiến vô minh, chính nó là những cái gì? Nó là những cái pháp tạo thành cái khổ ách của chúng sanh. Chính những cái này nó là cái dây, cái sự nặng nề trói buộc chúng sanh vào cái khổ đau, cái vòng quay của sanh tử luân hồi. Nhưng mà đó, cái cô này thuyết phục thì cái anh này cũng, cái vị chư thiên này cũng đưa cô ta trở về, và nhờ đó cô ta đã tạo nhiều cái phước báo cho bản thân mình, và cũng hồi hướng đến cho ngạ quỷ. Nhân đó mà Đức Phật đã nói lên về cái lời dạy cho chúng sanh để biết, để tạo những cái thiện nghiệp cho nó được tốt đẹp. Đó. Thì hôm qua là sư đã giải thích cho quý vị về hai cái pháp là dục ái và hữu ái. Thì dục ái trong đó nó có cái vật dục, tức là những cái đối tượng để cho cái tâm bám níu vào đó mà phiền não dục nó sanh khởi. Hữu ái tức là nó gồm có nghiệp hữu, tức là cái sự cố ý để tạo nghiệp, và khi mà cái nghiệp nó đã hình thành thì nó tạo cái sanh hữu, tức là cái khả năng của nghiệp lực để đưa chúng sanh tái sanh đến những cái cõi sống phù hợp với các cái phước báo hay là hoặc các cái quả nghiệp mà chúng sanh đó đã tạo. Hôm nay thì tiếp tục cái chi pháp thứ ba, tức là tà kiến. Tà kiến là cái thấy sai. Cái thấy sai. Thí dụ như bây giờ có những người họ bị những cái tật như là khúc xạ hay gì đó, thì họ thấy cái hình ảnh nhưng mà họ thấy không có đúng, không có đúng cái bản chất, cái hình thái của cái đối tượng đó, mà nó bị lệch lạc, nó méo mó đi đó. Thì cái tà kiến này nó có hai, nó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến thì người ta tin vào những cái đấng thần linh, đấng thượng đế, đấng sáng tạo chủ vân vân, cho rằng cái chúng sanh đó là được những cái đấng thần linh, đấng sáng tạo này tạo ra, rồi chúng sanh là phải làm lành, phục vụ, phụng thờ những cái đấng này. Thì người ta cũng làm phước. Quý vị thấy rằng những cái người mà đạo Ấn Độ giáo Hindu đó, thì người ta cũng làm phước, nhưng mà người ta mong cầu các đấng thần linh hỗ trợ, che chở, rồi người ta mong cái cuộc sống mà nó sẽ được trường tồn. Tức là có những cái tôn giáo người ta tin là con người thì mãi mãi là làm người, không bao giờ bị rơi xuống mà làm súc sanh, mà loài súc sanh á, thì mãi mãi nó là súc sanh. Đó, thì cái thường kiến
họ cho rằng cái đời sống mà cái sự nó sai lệch đi là thường lạc ngã tịnh, họ thấy không đúng cái sự thật. Rồi cái đoạn kiến thì họ thấy rằng không có nhân, không có quả. Vô nhân kiến là vô hành kiến, tức là đời sống là coi như hiện tại, chết là hết. Cho nên là đối với những cái người mà đoạn kiến này, thì họ không có sợ, bởi vì họ đâu có biết, không có sợ về cái vấn đề mà nhân quả, nghiệp báo, không có. Sống là hưởng thụ vật chất, chết rồi là hết, không có thiên đàng, không có địa ngục, cũng có cái gì hết. Cho nên là những người này họ làm những cái việc mà gọi là thế gian gọi là cùng hung cực ác, không có sợ. Đó, cho nên á, những cái người mà trong trong cái tà kiến này á, thì cái thường kiến thì nó còn đỡ một chút. Thường kiến gì, họ mong muốn tái sanh về những cảnh giới tốt đẹp, thần tiên rồi chẳng hạn. Rồi họ cũng có khả năng, có điều kiện họ làm phước, để tạo phước. Nhưng mà họ tạo phước với cái gì? Với cái mong cầu, giống như cái cậu thanh niên này vậy. Họ làm phước nhưng mà cái tâm luyến ái, muốn được gần gũi cái người này người nà người khác, muốn tái sanh về cảnh giới này cảnh giới khác, muốn tái sanh kiếp sau á là trở thành những cái người giàu sang quyền quý rồi chẳng hạn. Thành ra đó, cái thường kiến thì họ còn có thể làm tạo phước. Còn mà đối với những người mà đoạn kiến thì thôi, những cái chúng sanh mà đoạn kiến này nè là họ rơi vào địa ngục. Nhất là cái địa ngục vô giác, tại vì họ đâu có sợ cái gì mà họ không có từ nan tất cả những cái ác bất thiện pháp, cho nên là rất là nguy hiểm. Rồi cái chi pháp thứ tư là vô minh. Thì quý vị học thì cũng biết rồi, vô minh đó là nó là sở hữu si. Thì cái gì, nó mê lầm, mê mờ, không có thấy rõ được thực tướng. Nó thấy không thấy đúng cái tính chất của cái đối tượng, chỉ thấy cạn cợt ở trên cái tục đế, cái chế định, do cái tưởng nó vẽ vời ra. Họ thấy không có đúng, rồi họ không tin vào tam bảo, rồi họ không có hiểu biết những cái điều mà đáng được hiểu biết, như là nhân quả, định luật nhân quả nghiệp báo, định luật về tam tướng vô thường, khổ vô ngã, hay là tứ diệu đế. Cho nên là chính vì những chúng sanh bị vô minh chi phối, Đức Phật gọi là cái vô minh nó bao phủ, vô minh bọc, vô minh bọc lưu, vô minh phối, là nó cái trạng thái mê mờ, không thấy được rõ ràng cái đúng cái tính chất của đối tượng, cho nên nhận định lầm lạc. Thì mặc dù là ở đây là cái vô minh này nó kể là đứng thứ tư, nhưng mà nếu mà ở trong cái 12 nhân duyên á thì cái vô minh này là được kể vào cái nhân đầu tiên.
Nhưng mà Đức Phật nói là không phải là cái vô minh là nó kể đầu tiên, nó là đứng đầu. À, vì cái pháp, các cái pháp á, nó là nhân quả, nhân quả. À, cái vô minh ở trong hiện tại á, là cái do cái vô minh lậu. À, tức là những cái vô minh từ quá khứ, à, nhiều đời nhiều kiếp, nó tiềm ẩn sẵn ở trong cái tâm tánh của chúng sanh đó rồi. À, rồi khi mà gặp cái thời điểm hiện tại, à, khi mà gặp những cái đối tượng thì cái vô minh này lại tiếp tục lại sân khởi nữa. À, giống như cái cây, à, cái cây tạo thành cái quả, à, cái quả nó rơi xuống đất. À, nếu mà cái quả này mà nó không có đủ sức để nó mọc thành cái cây, nó tạo thành cái chất phân để nó nuôi lại cái cây đó. Thành ra đó, cái người ta nói là cái tiền thiên tập, cái tánh, nhưng mà do cái thường cận, à, quân tập thường xuyên trong một kiếp sống, rồi trong nhiều kiếp sống, thì nó tạo thành một cái gọi là tiền thiên tập. À, quý vị thấy rằng trong câu chuyện ngày Xá Lợi Phất, mặc dù ngài cũng là một cái bậc thượng thủ thinh văn, nhưng mà chỉ có Đức Phật là ngài đã tiêu trừ tất cả những cái tiền thiên tập. À, còn đối với một số các vị thánh lậu tận á, thì có một số tiền thiên tập không thể diệt hết được. À, thì có một cái thời kỳ ngày sinh trong 500 kiếp sống làm con khỉ. À, cho nên cái tiền miên ấy, à, cái tiền thiên tập này á, nó còn ẩn tàng. Cho nên là khi mà đi đến cái vũng nước á, thay vì là bước xuống vũng nước bước qua chẳng có, tại vì á, quý vị biết là cái loài khỉ thì nó cũng rất là sợ nước. Cho nên là khi mà đi tới cái vũng nước á, là ngày nhảy qua, ngày dậy qua cái vũng nước. Đó. Thành ra đó, chúng ta thấy có những người, à, khi mà trong đời sống á, tại sao mà những người này, à, họ tiêm nhiễm những cái đó mà họ không thể sửa đổi, không thể trừ được. Người ta nói là à, gian sơn dễ đổi, cái tâm tánh khó dời. Tại vì những chúng sanh này đó, cái tâm tánh của họ nó lâu đời, nó tiêm nhiễm, nó quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. À, thành ra bây giờ á, một sớm một chiều á, là nó rất là khó sửa đổi. À, cho nên là trong đời sống thì chúng ta phải biết, à, chúng ta phải biết, à, mình có những cái thói hư tật xấu để mà mình cố gắng mình sửa đổi lần. À, ví dụ như cái người mà nghiện thuốc lá, à, ví dụ như cái người này họ mới vừa nghiện một thời gian chừng vài ba tháng thì họ dễ dàng họ bỏ, nhưng mà cái người này họ đã hút thuốc lá, họ nghiện nó quá lâu rồi, mấy chục năm rồi, thì bây giờ mà kêu họ mà cai thuốc, bỏ thuốc thì nó rất là khó. À, cho nên là chúng ta phải thấy được để rồi chúng ta sửa đổi chừa cải. À, thì những cái pháp này, nhưng mà cái vô minh mặc dù là nó nằm sau cuối, nhưng mà nó chính là cái pháp mà làm cho tất cả các cái phiền não mà sanh khởi. Nó là cái nền tảng, nó là gốc rễ. À, chính vì
vô minh lầm lạc thì mới dục ái mới có, hữu ái mới có, mới sanh ra tà kiến. Đó. Mặc dù là nó vô minh là kể sao, vì nó rất là sâu nặng. Nào quý vị biết rằng cái si mê hay là vô minh này á, đạt đến cái tầng thánh thứ tư, à, tầng thánh lậu tận mới là chặt đứt, à, đào bứng tận gốc rễ của căn cội của phiền não là vô minh. À, cho nên á, là chúng ta phải hiểu biết và chúng ta phải cố gắng nỗ lực, à, để làm sao mà tránh xa bốn cái pháp này, à, thì chúng ta sẽ được an ổn, à, khi mà chúng ta diệt trừ, à, giảm thiểu những cái này thì sao, cái giống như con bò hay là con trâu, à, cái ách nó được mở ra, càng ngày càng nhẹ đi, càng mở ra, à, dứt bỏ được đó. Còn nếu mà chúng ta không có hiểu biết, à, chúng ta sống chạy theo trần cảnh, tham đắm, nhiễm đắm những cái sắc thinh vị xúc của thế gian, rồi thấy là sai lầm lệch lạc, à, không có một cái chánh kiến, à, hiểu biết là về phân biệt được chánh pháp hay là tà pháp, cái nào là đúng pháp, cái nào là phi pháp, cái nào là chánh chân, cái nào là phi chân, à, rồi chúng ta sống trong mê mờ lầm lạc thì cái khổ ách này là nó càng chồng chất, à, lên cái đời sống của chúng ta càng nặng nề khổ đau nhiều hơn. À, cho nên á, là trong khi chúng ta học Phật pháp, chúng ta cần phải có sự hiểu biết, à, các pháp, cái nào là nhân, cái nào là quả, à, rồi cái nào là những cái điều mà chúng ta phải cần phải làm cho nó suy yếu, à, cần phải diệt trừ, à, những pháp nào thì chúng ta cần phải phát triển, phải vun bồi, à, cho nó mạnh mẽ, à, để đối trị, để diệt trừ những cái phiền não. À, thì, à, chúng sanh mà còn trong câu lăng, trong tam giới, à, là còn khổ đau, à, bởi, à, những cái thứ lửa, à, lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa của, à, các loại khổ, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, à, khổ thì trong đời sống, à, tất cả, à, nó là lửa. À, thí dụ như bây giờ, à, mình thấy rằng những cái vị chư thiên họ ở trên cõi trời, họ hưởng thụ, à, những cái dục lạc, nhưng mà sao họ cũng còn khổ, tại vì còn tham muốn. À, những cái vị mà đại phạm thiên thì cái khổ nó ít hơn. À, những cái vị mà đại phạm thiên ở cõi trời vô sắc, à, thì cái khổ về thân á thì không còn, nhưng mà còn cái tâm thì nó cũng vẫn còn khổ. À, biết đâu chừng khi mà hết cái tuổi thọ ở trên cõi vô sắc đó, đến lúc mà cái quả xấu, cái bất thiện nó đến lúc nó cho quả, thì từ cõi vô sắc vẫn có thể rơi xuống khổ cảnh như thường. À, cho nên là còn trôi lăn trong tam giới này là còn khổ, còn mang cái khổ ách, à, của đời sống, của cái thân ngũ quẩn này là còn khổ. À, do đó chúng ta, à, hiểu biết để chúng ta tránh xa, à, những cái, à, bài học về ngạ quỷ, để chúng ta thấy rằng, à, chính những cái phiền não, à, từ, à, dục ái, hữu ái, rồi tà kiến vô minh này, à, nó đưa chúng sanh đến những cái cảnh giới thấp thỏi khổ đau. À, từ đó chúng ta nỗ lực cố gắng, à, từ bỏ,
để chúng ta phát triển trí tuệ, hiểu biết đúng thật tướng của các đối tượng, thì chúng ta sẽ đến những cái cảnh giới tốt đẹp, có một cái đời sống nội tâm sáng suốt, quân bình, chánh niệm tỉnh giác, và chúng ta đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, an vui trong ngày vị lai. Thì qua cái bài học ngày hôm nay thì cũng xin giải thích thêm với quý vị hai cái chi pháp là tà kiến và vô minh. Trong cái bốn cái pháp mà khổ ách, với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như quý phật tử có thêm được những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm trong đời sống tu tập, tạo trữ thật nhiều công đức phước báo và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Khai giá. Và con nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Bây giờ là phần vấn đáp. Đối với giảng sư, Nguyên Như xin kính mời chư vị có thể giơ tay bạch hỏi thẳng với sư Pháp Thanh, hoặc là chư vị có thể chat lên màn ảnh, rồi Nguyên Như sẽ đặt câu hỏi cho sư. Và trong thời gian mà Nguyên Như chờ đạo tràng có câu hỏi, và con xin hỏi sư Pháp Thanh, nếu mà mình có một người mà người ta cứ tin chết là hết, thì mình có thể nói làm sao để mà cho người ta thấy cái đó là không có đúng bạch sư? Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thật sự ra mà đối với mà những cái chúng sanh mà có cái đoạn kiến này đó, thì khó mà nói được lắm. Quý vị biết là đến các bậc thánh hay là đến Đức Phật, đối với những chúng sanh này, ngài cũng không thể nào mà họ ngài tế độ được, thì làm sao mà mình nói mình cho họ được. Tại vì cái chấp thủ của họ nó quá sâu nặng nè. Nếu mà như họ có cái chí hướng, họ muốn tầm cầu, họ tìm hiểu, thì mình mới có thể dẫn giải thích được. Mình giải thích bằng cái nhân quả, bằng cái nhân quả thực tế trước cái đã. Bây giờ mình có một cái hạt giống, cái hạt giống này là nhân. Khi mình đem gieo xuống thì cái hạt giống này đó, khi mà nó có đầy đủ điều kiện về độ ẩm, các điều kiện đầy đủ, thì cái hạt giống này nó sẽ nảy mầm trở thành cái cây, rồi nó phát triển bộ rễ, phát triển cành lá. Đến lúc mà đó đủ thì nó sẽ cho quả. Thì mình mới chỉ rằng bây giờ cái hành động thiện nó sẽ cho cái quả thiện. Bây giờ mình tôn trọng pháp luật, mình biết kính trên nhường dưới, mình biết giúp đỡ người khác, thì ai cũng quý mến hết mình á. Còn nếu bây giờ mình không tôn trọng pháp luật, mình không cung kính đối với các bậc trưởng thượng, mình vi phạm pháp luật thế này thế khác, thì tức khắc mình phải bị người ta trừng trị, mình phải bị cái quan trái
không? Bây giờ á, mình gây sự khổ đau cho người khác thì tất nhiên mình phải gánh lấy cái hậu quả, cái khổ đau đó. Mình dẫn chứng bằng cái thực tế. À, nếu mà người ta chấp nhận á, à, thì mới bắt đầu mình mới giải thích nhiều được. Còn mình đưa ra cái thực tế trong đời sống mà họ mà khư khư họ chấp thủ, họ không chấp nhận thì đành chịu thôi, chứ mấy người đó thì Đức Phật nói Đức Phật chỉ tế độ những cái người hữu duyên, chứ còn những cái người mà vô minh lầm lạc quá sâu nặng, họ chấp thủ cứng nhắc rồi thì thôi, phải không? Mấy người bởi vì hồi nãy xin mới nói mấy người mà thường kiến thì còn có thể nói chuyện với họ, giúp đỡ họ rồi được, chứ còn mà cái loại mà đoạn kiến rồi mà nó ôm bom nó tự sát thì thôi, cái đó mình tránh xa nó chắc ăn, chứ cái đó lợi mình lạng quạng tế độ nó hồi chừng bị nhăn miệng thôi. Ra tùy theo cái đối tượng để mà chúng ta có thể giúp đỡ, khuyến hóa cho họ. Thế còn mà nếu mà những cái chúng sanh mà họ quá chấp thủ sâu nặng thì thôi, mình tốt nhất là mình tránh là chắc ăn nhất. Nha. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con xin tri ân lời dạy của sư. Dạ Nguyên Như thấy có bàn tay của chị Hà, xin mời chị Hà. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, nãy ngài nhắn về đoạn kiến, thưa ngài, ngài nói nếu mà người mà mắc một đoạn kiến thì ác phải đọa địa ngục. Nhưng mà con cũng có thắc mắc, con cũng thấy có những vị mà con biết á, thì cũng nghĩ là chết là hết, nhưng mà cái căn cơ của họ, họ cũng không làm việc gì quá ư là bất thiện á, thưa ngài. Nếu như vậy thì đâu có phải cứ chắc chắn là phải đọa địa ngục không ạ? Con kính xin tri ân ngài, con xin chào mít lại. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. À, tùy theo, chứ không phải là mà cứ 100 người mà đoạn kiến mà rơi vào địa ngục hết. À, những người nào mà họ có cái đoạn kiến, họ không tin nhân quả, nhưng mà họ làm ác. À, như hồi nãy sư nói đó, tại vì họ không có tin vào nhân quả thì họ gây những cái tội ác cực kỳ nghiêm trọng. À, hay là thế gian đã gọi là cái loại mà cùng hung cực ác đó. À, thì cái đó họ mới rơi vào địa ngục. Còn thí dụ như những người mà họ đoạn kiến nhưng mà họ không có làm những cái rơi vào cái ngũ nghịch đại tội, thì họ chỉ kém phước thôi, bởi vì họ không có tin thì họ đâu có tạo phước. Nhưng mà họ không có làm gì mà quá quá ác độc, hay là hoặc là phạm vô cái năm cái cực trọng nghiệp ác đó, thì họ sanh cũng có thể tái sanh, nhưng mà tái sanh trong cái cảnh giới khổ, tại vì họ không có phước, họ không có tạo những cái nhân thiện. Nếu mà tái sanh là làm người thì có thể là những cái người mà trong cái dòng thấp kém hà tiện vậy đó, chứ không phải là tất cả những người nào mà có cái tư tưởng đoạn kiến đều rơi vào cái địa ngục. Nhưng mà có một số những người nào mà đoạn kiến vì họ không tin, họ không sợ, cho nên là họ phạm những cái ngũ nghịch đại tội, những cái cực trọng nghiệp ác, thì chắc chắn là những chúng sanh này phải rơi vào địa ngục. Còn những chúng sanh khác mặc dù là đoạn kiến mà họ không làm thiện, mà họ cũng không làm ác nữa, thì
họ vẫn tái sanh, nhưng mà cái phước họ không có, nó kém cỏi. À, dạ, xin giải thích cái thắc mắc của cô Hà. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của sư. Dạ, Nguyên Như đã thấy Quang Phan giơ bàn tay của mình. Nguyên Như xin mời Quang Phan ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Đâm Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Con kính lãnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính lãnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính lãnh lễ Sư Nguyên Thông. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, Bạch Sư, Sư cho con hỏi khi mà mình có những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm thì mình làm bằng cách nào để mà mình đoạn triệt nó và đoạn trừ nó để mình thoát ra khỏi cái những cái phiền não ngủ ngầm đó thưa sư. Dạ bạch sư, xin sư dạy cho con biết ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Những cái phiền não ngủ ngầm này thì nó tiềm ẩn, nó rất là khó tìm, tại vì nó nằm sâu kín ở trong cái nội tâm chúng ta đó. Nhưng mà luôn luôn khi nào mà có dịp là nó sẽ xuất hiện liền. Giống như bây giờ quý vị mà nhìn thấy ở trong rừng con sư tử, con hổ, con báo gì đó, nó ẩn mình để nó rình, nó bắt những cái con mồi, thì nó khéo ẩn mình sao những con hươu, con thỏ nó không có thấy. Thì khi mà vô tình những cái con này mà đi gần đến thì những cái con này nó sẽ nhảy ra, nó dồ con mồi đó. Cho nên là Đức Phật mới khuyên dạy chúng ta là luôn luôn chúng ta phải canh phòng, phải có sự chánh niệm tỉnh giác canh phòng. Cái này thì mình phải tự bản thân mỗi người khi mình hiểu biết thì mình phải cố gắng nỗ lực để mình tập thôi. Chứ là Đức Phật dạy nhau, chúng ta phải luôn luôn phải canh giữ cái tâm mình giống như cái người lính mà ở ngoài biên thùy vậy đó. Cái người lính mà giữ cái cổng thành, mình phải có sự sáng suốt nhìn thấy cái đối tượng, những đối tượng nào là tốt thì cái người lính này sẽ cho đi vô cổng thành. Còn nếu mà mình thấy những cái nghi ngờ, những cái đối tượng này là kẻ địch của lân bang nó phải qua, hoặc là nghi những cái kẻ này là trộm, là cướp, thì mình phải xua đuổi nó lên, không có cho nó đi vào thành. Thì cũng vậy, chúng ta chỉ dùng cái niệm và tuệ. Khi những cái tác ý, những cái tiềm miên này nó khởi lên từ những cái tác ý, những cái tác ý bất thiện, phiền não, thì mình kịp thời mình đối trị, mình khống chế, dùng các cái pháp để mà áp chế, hoặc là trí tuệ chúng ta quan sát nó. Thì khi mà những cái vị hành giả mà tu tập, khi có những cái kinh nghiệm, khi mà cái trí tuệ tỉnh giác nó đủ mạnh, thì lúc đó chúng ta sẽ đối trị nó, chúng ta quan sát nó thì nó sẽ tự diệt. Còn đối với những hành giả sơ cơ, thì lúc đó cái nội lực của niệm và tuệ của mình chưa đủ, thì có khi á mình phải nhìn nó, mình niệm mà biết, ví dụ
một cái vị hành giả bị phóng tâm chẳng hạn, ha, thì những cái người mà sơ cơ đó thì phải niệm một hồi, phóng tâm thế à, ví dụ vậy, niệm vài ba lần gì đó thì cái tâm phóng tâm nó mới mất, tâm trở lại với trong thân. Còn đối với những cái vị mà tu tập, cái niệm cái tuệ nó đủ mạnh thì không cần niệm, khi mà cái phóng tâm vừa sanh khởi, mình biết, mình chỉ cần quan sát nó là nó mất. Thành ra cái điều quan trọng là chúng ta phải tập, phải tập và dung bồi cái niệm cái tuệ, cái chánh niệm tỉnh giác đủ mạnh, đủ sức thì nó sẽ đối trị với tất cả những cái phiền não tiềm miên. Do đó đó Đức Phật dạy chúng ta là gì? Không nên dễ vui. Không phải là khi nào mà mình ngồi thiền, mình tu tập thì mình mới giữ chánh niệm, mới giữ tỉnh giác, mà trong đời sống mỗi mỗi lúc từ khi thức giấc cho đến khi mà mình lên giường mình nằm ngủ trở lại, trong bất cứ oai nghi nào, trong bất cứ thời gian nào, chúng ta cũng cố gắng nỗ lực. Còn nếu mà chúng ta dễ vui, khinh thường, thì phiền não nó sẽ nhảy ra, nó chụp lấy, và chúng ta bị nó khống chế, giống như là những cái phiền não tiềm miên này giống như là con báo, con hổ, nó ẩn mình, chỉ cần một giây phút mình lơ là, lơ đễnh, không có đủ chánh niệm tỉnh giác, không hay biết rõ ràng, không tỉnh thức là nó sẽ nhảy bổ ra, nó vô lấy con mồi. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của Quỳnh Phật, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin tri ân lời dạy của sư Pháp Thanh. Và đạo tràng chúng ta còn câu hỏi nào nữa hay không thì mình sẽ đặt luôn bây giờ, mình còn mấy phút nữa nè quý vị. Dạ chị Kim Nhung, dạ em xin mời chị. Dạ alo ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ thưa sư, con có một cái vướng mắc như vậy, là con có học mà bên chỗ 12 duyên sinh từ sư Pháp Tín đó thưa sư, thì con cũng hiểu được rằng là vô minh tức là avijja, có nghĩa là mình không hiểu biết trong bốn đế, mình không hiểu biết về uẩn xứ giới, quá khứ vị lai, hiện quá khứ vị lai, quá khứ và vị lai, rồi mình không hiểu biết về danh sắc. Nhưng mà con cũng nghe sư nói là vô minh lậu, rồi con cũng nghe ở đâu đó nói là vô minh bộc, rồi vô minh phối. Dạ thì những cái vô minh đó nó có liên quan với nhau như thế nào hả thưa sư? Dạ, con xin sư hoan hỷ giải thích giúp cho con ạ. Con kính tri ân sư. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì vô minh hay là si mê, thì vô minh là avijja, còn si là moha. Thì thật ra đó cái danh từ đó thì nó khác nhau, nhưng chúng ta học mà cái trạng thái, cái trạng thái thì nó là cái gì? Nó che án mê mờ
chúng ta không thấy rõ được cái thực tướng của đối tượng, không? Đó. Cho nên á là sư lâu lâu sư hay nhắc quý vị á là chúng ta học á, chúng ta cần phải phải hiểu được cái trạng thái của các cái pháp đó. À, thì trong cái ngôn từ á, thì nó rất là nhiều, nhưng mà hả nói tới vô minh là quý vị biết rằng nó là đồng nghĩa với si. À, à, thì bây giờ á, là vô minh lậu tức là cái gì? Lậu là cái nó hay là vô minh tìm miên, à, là nó ẩn tàng mình không có thấy được. À, nó ngâm tẩm, nó nhuộm ướt, nó rỉ chảy, à, nó ẩn tàng ở đó. À, rồi á, một lúc nào đó khi mà gặp được cái điều kiện thuận tiện, giống như hồi nãy sư nói mà cái con sư tử, con hổ nó ẩn mình ở trong cái những cái bụi rậm đó. Ha. Đó. Mình nếu mà mình lơ là mình không thấy thì cái những cái con hổ, con sư tử này nó sẽ nhảy ra, nó dồ lại. À, đó, à, thằng thúc hay là bọc lưu. Thằng thúc ở đây là chỉ cho cái những cái thằng thúc hay là phượt, nó là những cái sợi dây. À, vô minh phượt tức là cái sợi dây. À, vô minh thằng thúc là cái dây nó để nó trói buộc. À, đó, thành ra đó là cái chính vì cái sự mê mờ nè, méo mình mới thấy đối tượng một cách lệch lạc, méo mó không đúng. À, do đó mình mới tham, mình thấy đối tượng méo mó lệch lạc mình mới sân. À, đó, chính vì cái phiền não này nó sân khởi, nó mới trở thành cái phược hay là cái ách. Đó, cái phược là những cái sợi dây. À, nó trói mình vô cái cổ máy, à, của sanh tử luân hồi, à, của sanh già bệnh chết. À, cái ắt là khổ, khổ ắt, à, khổ của sanh, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết, à, khổ trong đời sống, à, khổ trong quá khứ, khổ trong nghiệp, à, và dĩ lai. Đó, cho nên á chúng ta khi mà chúng ta học á, chúng ta cần phải nắm vững cái trạng thái. Bây giờ nó có mặc chiếc áo gì thì kệ nó, nhưng mà bản chất bên trong nó là cái gì. À, ví dụ bây giờ á, là mình nói là trí là tuệ, à, banh nha hay là cái gì đó, nhưng mà cái trạng thái của nó là cái gì? Là cái sự trong sáng, hiểu biết, tỏ ngộ, thấy được cái chân tướng, à, hay là giác tri, à, tỉnh giác. Nó nhiều nhiều cái danh từ, nhưng mà cái mình nắm vững vào cái trạng thái nó thì mình sẽ không có cái sự mà phân vân. À, bây giờ á, nắm vững cái trạng thái của trí tuệ, à, hiểu biết một cách sáng suốt tường tận, à, là bây giờ tỉnh giác nè, à, thẩm sát nè, hay là banh nha, trí gì đó. À, thì cái đó, những cái từ đó nó tương đồng nha. À, vậy đó. Còn hả mà nói tới vô minh thì mình hiểu nó đồng nghĩa với si mê, à, là một cái trạng thái của nội tâm mê mà, à, không có biết tận tường, không thấy rõ được thực tướng, à, là như vậy. Dạ, xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng
tri ân sư Pháp Thanh đã giải tỏa những cái thắc mắc bí hiểm trong lòng của chúng con ngày hôm nay. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Vavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba bhutam nupave nasada sothi pavantu te vavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba dhamma nupave nasada sothi pavantu te vavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba sangha nupave nasada sothi Phá bằng tu tay tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hỗ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, và thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê tà hình tà hình tà tham ma đà nê na pha văn tu pu chi ta so thình ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mẫn cha na wa ca cha phần kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha e sa ra samba na phu ta sukhita pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng gà la sang khô hô tu sa măng gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri nô vua thinh sam ba bù này ya ma thầm ma ri yam ba quê. Đi tê. Y đằng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hoan tu nhá ta vô. Y đằng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hoan tu nhá ta vô. Y đằng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hoan tu nhá ta vô. Ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu ó nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã khóa vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư Phật tử trở lại Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày tối thứ tư, là cũng như là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Ngày mai sẽ là ngày chúng ta ôn lại những bài vi diệu pháp của Thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.